Cam có một người chị, thì người chị này là tầm khoảng 30 rồi mọi người. Thì có một lần chị tâm sự với Cam là chị rất là buồn. Hỏi tại sao vậy? Thì chị nói là chị khó có thể tìm được người yêu á. Kiểu nhiều khi rất là buồn luôn, muốn tâm sự, muốn yêu một tình yêu rất là nồng nhiệt mà sao khó quá. Thì theo Cam biết là chị này hồi trẻ rất là giỏi và hầu hết thời gian chị đều dành cho công việc luôn, mà chị gạt bỏ hết, không có muốn yêu ai hay gì hết á. Chị chỉ muốn khi nào mà chị sẵn sàng rồi thì chị mới bắt đầu tình yêu. Cũng có lý do đúng, tại vì Cam nhớ là có một video Cam cũng nói về điều này. Kiểu khi nào mình đã sẵn sàng, đã yêu bản thân mình rồi thì mình sẽ đón nhận một cái gì đó mới hơn. Nhưng mà nó cũng bị bỏ lỡ á mọi người, là bỏ lỡ đi cái sự nhiệt huyết nhất định trong tình yêu á. Tại vì khi mà mình còn trẻ, cái tình yêu của con người trong tình yêu của tuổi 18, 19, 20, 21 á, nó khác. Và con người trong tình yêu của tuổi 25, 28, 30 nó cũng rất là khác. Tình yêu thì nó luôn đẹp, nhưng mà chỉ có con người là khác thôi mọi người đó. Và sự nhiệt huyết ở đây là còn trẻ mình yêu á, mình nhớ người ta, mình chỉ muốn gặp người đó thôi, bằng mọi cách phải gặp được người đó, mình chỉ ở gần, muốn ở gần người ta. Còn tình yêu của tuổi 25, 30 nó khác ở chỗ là ví dụ như mình nhớ người ta nhưng mà mình nghĩ xa hơn, mình nghĩ về tương lai chung hơn, có một cái sự lý trí rất là nhiều. Mọi người chỉ sống một lần trong đời thôi, đừng bỏ qua một cái khoảnh khắc nào mà khiến cho bản thân mình á, mỗi khi nhớ lại á, là mình đã tiếc khi mà mình chưa làm nó, chứ không phải là tiếc khi đã làm rồi. Cứ yêu đi, không có sợ gì hết, cứ đón nhận tình yêu một cách tự nhiên đi. Tại vì chưa chắc gì mình đã là người tốt nhất trong tình yêu mà, đúng không? Mình còn trẻ thì sai lầm là chuyện bình thường, nhưng mà quan trọng là sau những cái giá trị, những cái sai lầm đó, mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Có thể là còn trẻ mình yêu, mình chưa biết cách bao dung, mình còn ích kỷ, mình chưa biết thấu hiểu, nhưng mình sẽ hoàn thiện sau khi những chuyện tình đó qua đi. Cho nên là không có phải sợ tổn thương hay là thất bại hay là bị người ta từ chối. Mình đã can đảm dám theo đuổi tình yêu đó và dám nói ra được những cái suy nghĩ của mình thì đó là điều tuyệt vời nhất. Chỉ sợ mình không dám yêu thôi. Và hơn bao giờ hết, những điều mà mọi người đã trải qua cũng giống như là những điều mà Cam đã trải qua, giống như là tổn thương nè, mà mình vẫn còn ngồi đây và tin rằng mình xứng đáng được yêu, được thương thêm một lần nữa, thì đó mới thực sự là điều đáng ghi nhớ á mọi người. Cho nên là mình không có gì phải sợ hết, cứ đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất. Cam thấy hầu hết mọi người luôn, sau chia tay á, ai cũng muốn quên đi người cũ, quên đi chuyện cũ, kỷ niệm cũ. Nhưng mà làm sao quên được mọi người? Thường á, cái gì mà mình muốn á, là sẽ không bao giờ mình đạt được trong chuyện cảm xúc á nha. Cho nên là thôi, mình đừng có quên, mình cứ nhớ thôi. Dù gì đây cũng là những cái kỷ niệm của mình. Có thể là bây giờ mình nhớ nó sẽ làm cho mình rất là buồn, rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người cứ từ từ đi. Ngày hôm nay mình đã chia tay, mình rất là đau khổ luôn. Có thể là không muốn sống trên đời này nữa. Nhưng mà qua ngày mai á, cái nỗi đau đó nó sẽ đỡ hơn. Và sang tuần sau nó sẽ đỡ hơn. Và một tháng nữa, hai tháng nữa nó sẽ giảm dần. Thực sự á, không có nỗi buồn nào còn hoài hết đó mọi người. Rồi sẽ có lúc mình quên nó đi. Quên ở đây á mọi người là mình đã quên những cái mà người ta làm cho mình tổn thương, những cảm xúc ở cái thời điểm mà mình đã rất là đau buồn. Mình không còn nhớ nhung người ta nữa, không còn nhớ nhung những kỷ niệm, những cái cảm xúc mà người ta đã khiến cho mình rất là vui, buồn đều đủ có hết. Mình nhớ như một người mà mình nhớ mặt, nhớ tên như một người bạn bình thường thôi. Nó không còn xáo trộn cuộc sống mình nữa. Thì thật sự lúc đó mọi người đã quên rồi đó. Cho nên là nỗi nhớ nào cũng vậy hết á. Rồi cũng sẽ có lúc nó sẽ không bên cạnh mình nữa thôi. Cho nên là nếu mà mình cố quên đi thì mình sẽ rất là khó chịu và sẽ không thể nào làm được. Cho nên là mọi người nhớ thì cứ nhớ thôi. Rồi từ từ cái nỗi nhớ đó chỉ còn lại là nỗi nhớ, nhớ tên, nhớ mặt, không còn là nhớ nhung nữa.
trong những năm mà Cam đi làm á, thì Cam đã lắng nghe được rất là nhiều câu chuyện, cũng như là gặp được rất là nhiều người ở rất là nhiều độ tuổi, trẻ có, trung niên có, hạnh phúc có và đổ vỡ cũng có rất là nhiều. Thì có một chị là khách hàng của Cam và Cam rất là ấn tượng và nhớ hoài đến bây giờ luôn. Cái duyên mà để cho chị gặp Cam á, là hôm đó Cam viết một cái status ở trên cái fanpage của mình á. Chị đã biết cái trang của Cam lâu rồi nhưng mà không có liên hệ để chụp ảnh. Thì cái hôm đó chị đứng ở sân bay, chị vô tình đọc được cái dòng trạng thái đó, thì nó rất là hợp với tâm trạng của chị. Thì chị kể là lúc đó là chị khóc như mưa luôn. Nỗi lòng của chị như được chạm đến đỉnh điểm với mọi người. Chị khóc rất là nhiều. Chị bỏ cả máy bay luôn mà. Sau này khi mà Cam gặp chị, Cam nghe kể là câu chuyện á, thì Cam mới cảm giác như là mình không nghĩ những cái dòng trạng thái mà mình viết dựa vào cảm xúc của mình và cảm xúc của những người xung quanh mình đã gặp á, nó lại ảnh hưởng như vậy. Nó lại là một cái sự an ủi cho một cái người nào đó mà người ta chẳng thể tìm được ai mà tâm sự hết. Những dòng trạng thái đó đại loại là Cam viết cho chính chuyện tình của mình đã qua rồi. Đến một thời điểm khi tất cả niềm tin chỉ còn là một tiếng thở dài. Không phải chia tay vì những lần chúng ta cãi vã, không phải chia tay vì anh và em không hợp ý, cũng không phải chia tay vì em hết yêu anh, mà đôi khi chính chúng ta đã không nhìn thấy đối phương ở trong tương lai của nhau nữa. Điều đau đớn nhất trong tình yêu đó là sự kỳ vọng á mọi người. Kỳ vọng một ai đó để được yêu, kỳ vọng ai đó để được hiểu những mong cầu mà bản thân mình trông đợi. Cũng giống như ước nguyện tiếc rơi giữa trời mùa hè. Tất cả bớt đau đớn hơn nếu mà chúng ta hiểu rằng á, nhân sinh chỉ sống một lần, nên là hãy cứ yêu đi và đừng có nghĩ ngợi. Nếu mình buồn á, thì ngày mai sẽ hết. Nếu mình khóc á, thì nước mắt sẽ tự khô. Thôi, buồn nào rồi cũng sẽ qua. Hãy cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình. Chị đã rất tuyệt vọng ở trong câu chuyện tình yêu của chính bản thân chị. Và Cam cũng đồng cảm được, tại vì bản thân Cam cũng đã có một vài lần cảm thấy tuyệt vọng, thất vọng trong chuyện tình yêu của mình mà Cam mới dừng lại. Thì đôi khi không phải chia tay vì hết yêu hay là người thứ ba hay là cãi vã nhiều như thế nào đó mọi người. Chỉ là tới một thời điểm mình không còn nhìn thấy đối phương ở trong cái tương lai của mình, không còn cùng chí hướng, không còn cùng quan điểm chung. Cho nên là mình phải ngừng lại, tại vì tiếp tục nó chỉ gọi là kéo dài thời gian thôi và sẽ không có được cái gì nữa. Cam có nhiều câu chuyện muốn kể cho mọi người nghe lắm. Bởi vì công việc của Cam á, là lắng nghe và chia sẻ, cho nên là Cam đã được truyền cảm hứng, được học hỏi, được nghe rất là nhiều câu chuyện từ khách hàng của mình. Có một câu chuyện mà Cam cứ nhớ đi, nhớ lại hoài để làm động lực để mình yêu bản thân mình hơn, là cái chị khách đó nhắn tin cho Cam để chụp ảnh. Những cuộc nói chuyện rất là cơ bản đó mọi người, không có gì đặc biệt hết. Cho đến ngày mà Cam gặp chị đó đến buổi chụp á, thì chị mới ngồi nói với Cam là đây là lần đầu tiên sau khi chụp ảnh cưới. Thì Cam mới hỏi là chị chụp ảnh cưới bao lâu rồi. Chị mới nói là 10 năm trước. Tự nhiên lúc đó mình bị hơi khựng nhẹ là một xíu. Sau đó chị nói với Cam là chị ly hôn rồi bé. Mà chị nói rất là nhẹ nhàng. Chị mới nói là nhưng mà chị không có tiếc đâu em. Chị thấy khoảng thời gian nó đáng nhớ cuộc đời chị lắm. 10 năm qua chị dành thời gian cho gia đình, cho chồng, cho con. Chị cảm thấy rất là ý nghĩa. Nhưng mà chị chỉ tiếc một điều là tại sao mình không có nhín ra một xíu thời gian dành cho bản thân mình, không yêu mình nhiều hơn, không trưng diện, không chụp ảnh, không sửa soạn. Mình chỉ tiếc cái điều đó thôi. Cho nên là bây giờ chị muốn bù đắp cho bản thân mình, muốn yêu mình nhiều hơn một chút. Tại vì 10 năm qua nó cực lắm rồi. Tự nhiên mình nghe xong cái mình cảm thấy ngạn ngào á mọi người. Cam á thì chưa có đủ tuổi để có những cái trải nghiệm giống như chị, nhưng mà bản thân Cam đủ hiểu như thế nào là yêu bản thân. Cam biết đó không phải là một bài học, một bài test để mình yêu bản thân mình ngày một ngày hai rồi thôi, mà nó phải là con người của mình, phải là những thói quen giống như mình ăn, mình ngủ,
mình phải biết chủ động yêu thương bản thân mình, cho dù là mình ở hoàn cảnh nào, phải luôn biết cách làm cho nó vui vẻ, luôn biết cách làm cho nó xinh đẹp. Công việc của Cam á là nhìn thấy và được truyền cảm hứng rất là nhiều. Cam hiểu được rằng là mình phải yêu thương bản thân mình cho dù có chuyện gì xảy ra. Khi mà mình nhìn vào gương thì mình đã thấy được là mình cho dù có chuyện gì không làm được, nhưng ít nhất mình đã biết cách yêu thương bản thân mình như thế nào. Để khi mà người khác, người ta đến, người ta yêu thương mình á, thì mình yêu thương bản thân mình chỉ mất có 20% thôi, mà người ta đến người ta yêu thương mình 40%, vẫn chưa được một nửa nữa, mà mình đã thấy nhiều rồi. Mình phải yêu mình 100%. Khi mà người khác đến, người ta yêu mình nhiều hơn á, thì đó mới thực sự là nhiều á mọi người. Một khi mình đã biết cách yêu thương bản thân á, thì mình sẽ biết cách yêu thương người khác. Người ta có đến hoặc là ra đi á, thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Nếu mà anh đến thì em sẽ rất là vui, còn mà anh đi thì em cũng không có buồn một chút nào. Bởi vì cơ bản là em đã biết cách tự làm mình vui rồi. Một đoạn trích trong bài giảng về tình yêu của thiền sư Thích Nhất Hạnh mà Cam đặc biệt rất là thích, nó đã xoa dịu cho cái nỗi đau của Cam rất là nhiều. Đại loại là muốn thương phải hiểu. Trong đạo Phật á, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu thì không thể nào thương yêu sâu sắc, không hiểu không thể nào thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình yêu thương. Mỗi người chúng ta có nhiều nỗi niềm lắm, có những khổ đau bức xúc riêng. Nếu mà mình không hiểu thì sẽ không thương, mà là giận hờn, là trách móc. Không hiểu thì tình thương của mình sẽ làm cho người khác ngột ngạt đau khổ lắm. Không hiểu sẽ làm cho cái người mình thương đau khổ đến suốt cuộc đời. Nhưng danh tình thương người ta vẫn hay làm khổ nhau mà, đúng không mọi người? Cho nên là được hiểu và được thương là cái nhu cầu muôn đời của con người rồi. Nhiều người thường hay cảm thấy là không có ai hiểu mình, họ đói thương, đói khổ. Gặp được người hiểu mình, thương mình, đó là may mắn lớn của đời người. Từ đó mà tình yêu nảy nở lớn lên. Cho nên là có hiểu mới có thương là nguyên tắc chọn người yêu, chọn vợ, chọn chồng trong quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu, nhưng mà người ta không có hiểu, không có thương mình thì là mình khổ suốt cuộc đời. Hôn nhân có thể mở ra con đường hoa hồng, nhưng mà nó cũng có thể mở ra một cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm rất là lớn. Hãy cẩn thận nếu mà mình không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời của mình. Chọn người hiểu mình và thương mình, hãy nhớ đó là nguyên tắc tìm tri kỷ trong cuộc đời này. Cam đọc đi đọc lại cái đoạn trích này rất là nhiều. Mỗi khi mà Cam bị chơi vơi á, mình không có điểm tựa, thì đọc xong mình cảm thấy được xoa dịu, được an ủi rất là nhiều, giống như chữa lành đó mọi người. Cho nên là Cam muốn share cái điều này cho mọi người thôi. Cho nên là Cam cũng hy vọng những cái chia sẻ nhỏ này nó sẽ mang một xíu gì đó nhẹ nhàng, dịu dàng, để an ủi mọi người được phần nào. Cam sẽ chia sẻ tiếp một đoạn trích trong bài giảng Muốn thương phải hiểu của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỷ, xả. Từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, mà yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người mình yêu thì nó không phải là tình thương đích thực, đúng không mọi người? Yêu mà làm khổ nhau thì không phải là tình yêu được. Có những người người ta yêu nhau ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ lụy, chỉ mang tới sự khổ đau thôi. Yêu thương ai đó thực sự nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc mỗi ngày. Bi là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ rồi, người ta làm cho mình khổ nữa thì đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu mà chỉ có khổ đau với tuyệt vọng thôi. Người yêu mình là người ta sẽ biết sẻ chia, sẽ biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời. Thì như vậy từ bi theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không chỉ là đam mê say đắm nhất thời, không phải tình yêu đích thực. Từ bi trong tình yêu không phải là tự dưng mà có. Phải học, phải tập, cần rất là nhiều thời gian để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những cái nỗi khổ, niềm đau của người mình yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt đau khổ và thêm hạnh phúc. Hỷ là niềm vui, tình yêu chân thật, phải làm cho cả hai đều vui.
dấu ấn của tình yêu đích thực á, là niềm vui. Càng yêu là càng phải vui, niềm vui phải lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế mới gọi là thành công. Xã là không phân biệt, kỳ thị trong tình yêu. Mình yêu ai á, hạnh phúc của người ta là của mình. Khó khăn của người ta cũng là của mình. Khổ đau của người ta là của mình luôn. Không thể nói đây là vấn đề của em hoặc anh, thì em hoặc anh phải ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa. Hạnh phúc hay khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm á, coi đó là vấn đề của hai người. Chuyển hóa nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Cam rất thích nghe những bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nên Cam muốn chia sẻ điều này đến với mọi người. Cam hy vọng là những cái chia sẻ nhỏ này sẽ giúp cho mọi người hoàn thiện cái bên trong mình hơn. Cũng giống như mục đích của Cam là Cam muốn trở thành một người sống tình cảm nhiều hơn.